Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình là Vinh Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo hạn giữa Mười Hào U13 và Nghe Ngọ 1m50 nặng 80kg. Nghe Ngọ Nguyên Sơn Kisolo và Mười Hào nổi sang trên. 1-0 nghiêng về cho Nghe Ngọ. Xin lỗi các bạn ơi, Nghe Ngọ cũng mới vừa được chích vaccine khoảng 2-3 tuần trước các bạn, một mũi các bạn. Chờ mũi thứ hai nữa, coi chừng tẩu qua nhà ma. Còn đây là Mười Hào, sau vài tuần vắng bóng đang trở lại như thế nào đây? 1-0. Trời ơi! Anh ấy hôm nay đi luyện công ở đâu mà chạy lên té sắp. 2-0. Mười Hào có nổi sân trên thôi nha các bạn. Kèo này là hai chai nha các bạn, kèo hạn nha. Hai chai. Quá hay cho Nghe Ngọ. Ba không. Kỳ vậy vậy vậy. Ba không, giao kèo kỳ vậy. Trời ơi, Mười Hào được tự do đi chết đi. 4-0. Đáng tiếc cho Mười Hào tự sát tại bãi cát. Ở ngoài có 5 chai nữa các bạn ơi, ghê quá. Trận chiến này quá ghê. Trời ơi, 6-5 chai luôn. Các bạn ơi, Nghe Ngọ đang tiêm một mũi vaccine. Hiện giờ Nghe Ngọ đang rất sung. Năm không. Không biết điều gì đang xảy ra với Mười Hào. Sau vài tuần vắng bóng, Mười Hào đã trở lại, quá tệ. 5-0. Tỉnh tội. 6-0. 6-0. Không hiểu điều gì đang xảy ra với Mười Hào. Đây là kèo hạn các bạn. 2 chai ở trong, 5 chai ở ngoài nữa các bạn ơi. 7 chai các bạn. Ở Citin ở đây thì 1 chai 10.000. Mirinda 8.000. Nghe đang dìu dắt Mười Hào trở lên các bạn ơi. 1-6. 12 tới các bạn. Đúng là Mười Hào. Sao vài tầng nấp bóng ở đâu, quá tệ rồi. Đây là kèo hạn các bạn. Mười Hào của bạn bị tâm lý rồi các bạn ơi. 7-1. Lại là Nghe Ngọ. Nghe Ngọ có lẽ như đang dìu Mười Hào lên các bạn ơi. 2-7. Chết Nghe Ngọ rồi. Ngoài luôn. Ngoài. Thật sự Mười Hào đã trở lại, quá tệ hơn chưa. 8-2. Mười Hào làm gì đây? Ổi cơm Nghe Ngọ. Quá hay cho Nghe Ngọ. Lại là Mười Hào. Ở bên ngoài tay trái của chúng tôi là bầu cho Mười Hào, mà cuối cùng Mười Hào kiểu này quá khó chịu các bạn. 9-2. 12 tới các bạn. Đây là kèo hạn 2 chai ở ngoài, 5 chai nữa các bạn ơi. Quá hay. Mười Hào giờ có một cú trả đòn quá hay. 3-9. Ba chân. Quá hay cho Mười Hào. Lại là Mười Hào tự sát tại bãi cát liên tục. 13. Nghe thông tin từ các bạn bè ở sớm là Mười Hào vừa quất hai lon và ba cục thịt chó. Cho nên Mười Hào đâu được các bạn ơi. Mười Hào đâu. 11-3. Mười một ba. Mày làm gì mà nói vậy? Trời ơi, trời bình thường. 41. Trời ơi, trời ơi, đúng ra Mười Hào. Trời ơi, trời. Kỳ bệnh gì đó. Trời ơi, là trời ơi, coi Mười Hào một buổi chiều kèo hàng. 2 chai. Và ngoài 5 chai. Chị lỗi, đây đây là bầu Mười Hào.
Mười hào nói gì rồi, về đi về mười hào xem anh đây coi. Mười hào quýt không được rồi. Ba con hột chó với ba lông bè. Chiên cái đầu nữa. Nó quá trời nó sảnh rồi, nhai cái đầu luôn rồi. Đây là theo lời dẫn chứng của đây Lâm, đây là ông bầu của mười hào. Nói ăn ba con hột chó, ba lông bè, mười hào ôi con ơi. Trời ơi. Vậy mà cho vô cái kèo hẹn gì trời. Chết rồi trời ơi, chết mười hào tôi rồi trời. Xin chúc mừng nghe ngọ. Nghe ngọ, lò tính lò ho, qua ghê. Đó, nghe ngọ. Cao 1m50. Hay quá nghe ngọ. Lần đầu tiên này Lâm thấy mười hào. Nghe ngọ, thắng mười hào. Còn ở đây là tem nhỏ đang lưu sơ bù sình bùng. Tú Linh Bé Dương, Cô Đinh Thái Salem, Ba Râu. Thank you.